Sao bên tao nó hiện tiếng Nhật luôn nè. Tên game tiếng Nhật nè. Rồi phần mô tả game nó cũng tiếng Nhật luôn. Trời ơi, lần đầu tiên chơi game Roblox Nhật Bản. Ok, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đến tờ game Beta. Game này hơi bị đỉnh á. Tại vì nó toàn tiếng Nhật không à. Đồ họa hơi bị đỉnh, ta phải chỉnh âm lượng cho hợp lý chứ không là thủng tai nghe. Việc mình cần làm là gì? Mày phổ biến rồi mình. Nó kêu mà mình tìm cái hộp kìa. Rồi, hiểu rồi. Vậy là khả năng là có con gì rồi đấy. Đi kiếm cái hộp. Rồi làm gì tiếp nhờ? Chưa, để mình kiếm hộp trước đi, nó mới cho nhiều ý cái tiền hả? Chưa tao. Ồ, hết tiền rồi, đi phòng tiếp. Ê, ngồi được nè. À, tiền. Quay lại cái phòng hồi nãy đi. Mình quên lục ở dưới gói. Lại tiền. Tiền bên Nhật gọi là gì mày? Su. Yên hả? Yên. Tự nhiên su. Ồ, game đỉnh vãi. Ê, đóng cửa lại mình ơi. Làm chống tủ đi, Tao chú. Rồi. Ừ, nó gần rồi đó. Tắt giùm tao cái đèn rồi, ok. Ủa, nó vô nó giật cái hồi tao bay hẳn về menu luôn nè. Mày bị nhăn game luôn hả? Không, hồi nãy là tao mày trốn trong tủ đúng không? Ừ. Ừ, rồi tao đứng ở ngay phía cái bàn. Cái nó từ đâu đó nó kéo tao ra khỏi cái phòng đó luôn. Nó quăng tao về cái menu. Thôi bây giờ mình chơi kiểu phòng hờn đi. Làm mỗi thằng một phòng đi. Mày phòng kia, tao phòng nọ. Cho nó chắc ăn. Ủa sao bên mày có cái thanh màu đỏ, bên tao nó làm gì có cái thanh gì? Đè xíu tiền rồi biết. Tao có chìa khóa. Có gì bất thường là phải báo tao liền nha. Để tao còn biết tao phòng tránh. Phòng này phòng gì nha? Phòng ghế hả? Phòng bàn, phòng ghế nè. Mấy cái phòng nó rất là ghế với bàn. Cái gì vậy? Cái gì cái đụng cái trên, gì mình? Ở trên không có tủ nha. Gì từ đây đổ lên không có tủ hả? Ôi nó tới mình ơi, chạy. Tao núp. Rồi, núp mày. Nãy giờ. Đang ở gần. Nó ở gần mình là vậy á. Ôi sao nó tắt đèn phòng tao rồi? Đúng rồi, nó đi nghe tắt đèn hết á. Của tao đi rồi đó. Để đi thẳng luôn rồi mình ra. Bên tao, nó hết bị đó. Bên này còn không? Chưa, tao còn nghe tiếng của nó lấp loáng ở xa xa. Tao muốn là nó phải đi thẳng rồi tao mới ra. Rồi nó cam luôn rồi. Tao nghĩ là ở trong cái khu vực này nó không có nhỏ đâu. Nó bự lắm đó. Rộng lắm á. Nó quay lại. Tao không biết là mình núp ở đây đến bao giờ. Để tao thử ra ha. Thôi. Chơi lại mệt lắm. Khó khăn lắm mới kiếm được cái chìa khóa. Bây giờ cái tiếng nó cứ gằn như hoài. Mình không ra, mình sao mình biết nó làm cách nào mình không. Ủa nó không đi luôn á ta. Tự nhiên cái đột ngột nó xuất hiện rồi là nó ở đây. Ở đây luôn rồi kìa mày. Thấy chưa, tao nói rồi. Đâu, mày đâu? Có gì đây nè. Ai gõ cửa? Ai. Từ từ, tao rén con game này vãi. Ôi, tao nghĩ là mình nên đi loot kỹ từng ngóc ngách luôn á. Từng cái tủ, từng cái gói luôn. Nhất là ở trong này nè. Canh nha mình, ở ngoài canh đi. Tại vì trong này nó chật lắm. Thằng nào gõ cửa đi. À, cái đó là tiếng bật đèn ý. Đó rồi đúng không? Nó kẹt trong cái chỗ mấy cái bàn. Đi mình ơi, đi gấp luôn, đi xuống. Đồ. Đi. Tao thấy mày đi vô con ma vậy. Mày cũng đi vô ma mà. Ủa? Tao đi bình thường mà. Mày đi, mày giơ hai tay lên đó, từ từ đó. Ở đây nè. Đây. Chứng kiến. Để tao mở cho. Đây, có cái lá. Cái lá gì nè? Cái lá bùa này gắn ở đâu? Dán hình như là thường là bùa. Bùa dán ở trên tượng. Từ từ nó kêu là nó sao tiện vậy? Mày trốn mình ơi, tao núp vô đây. Tao trốn rồi.
Giăng bẫy nó hả? Mình đang giăng bẫy nó hả? Ôi ra mình, ra. Trời ơi, không chứng kiến được cái gì. Bực mình. Ủa? Ủa? Nó kêu đi kiếm thêm hai cái hộp kìa. Giết người à? Tao là tao bị kẹt rồi. Bị gì kẹt? Mày giờ mày đi kiếm tao đi. Nè, tao đang kế bên mày nè. Ủa, tao không thấy mày, xung quanh tao không thấy ai hết. Nè, tao kế bên mày nè. Ý, cái gì? Tao bắn pháo hoa kế bên cái lỗ tai mày nè. Cái bốt 2 nè, bốt 2 nó sẽ đi nhanh hơn. Giờ bốt 2 nó trốn lẹ xíu không? Đây, tao tìm thấy hộp rồi. Đâu? Một hộp. Ở trong cái phòng này, nó kêu kiếm hai cái hộp lận. Một hộp trong phòng này nè. Vậy là cái con bốt 2 hình như... Ơi, cái cán sắt ở đây luôn nè, đối diện phòng cái hộp luôn. Vậy là trên này là địa bàn mình rồi. Ở đây ba tủ. Cái thằng này là nó... Cái gì tiếng tiểu vậy? Bởi vậy không biết giải mã làm sao hết á. Tao nghĩ chắc chắn là nó sẽ có manh mối. Không, tao nghĩ trong tờ giấy nó sẽ dạng cái giải mã theo kiểu theo thứ tự thì nó sẽ dễ hơn. Ơi đây nè. Ơi đây nè, đây nè. Để tao chụp lại cho. Đây để tao giải cho. Giải luôn. Đầu tiên là cái này. Thứ hai là tao chả biết rồi cái này là cái gì. Ký tự Hanzi rồi. Ờ đúng rồi, ký tự gì? Đúng rồi nè. Ủa sao sai ta? À lộn. Rồi. Ok được nè. Tiền với chìa khóa. Nó tới mình ơi. Tao núp nó. Tao núp cho tao núp. Núp vô, núp vô. Rồi. Rồi lay hoay cái vụ bấm mấy cái code. Mấy cái tiếng tiều vậy nè. Tiền mới thích. Ủa? Tại sao tao nhớ hồi nãy cái cái sách với cái hộp nằm trên lầu mà. Thì cái game này nè tao, nó bị ảo giác á. Là mình nữa là mình như là nắm là mình chạy xuống dưới hay là mình chạy lên. Mình đi xuống. Ừ, đi xuống đó mình đi hồi cơ mình phải đi xuống nhưng mà nó bị ảo giác á. What? Thiệt luôn. Ừ. Ồ căng đó nhờ. Bị game nó chơi thăm rồi. Tao thấy đi đâu xa xôi lắm. Đi đâu tú lên kia xong hồi nó quay lại. Ừ. Con này tao còn chả biết nó tên gì. Đi, cái gì? Mở hộp bên ơi, ưu tiên mở hộp. Đưa. Hộp ở đây đúng không? Ừ. Rồi. Bùa. Đặt ở đây luôn đi. Tôi đặt ở đây luôn. Xong rồi đứng hóng, vô đóng cửa ra hóng, để là nó bị nhốt rồi mở cửa ra. Ôi vậy từ, để đâu con cởi được. Ôi nó trời nhanh vậy. Núp. Tao không núp lên, tao đứng góc tao nhìn luôn. Ổn không? Tại cần phải tìm thêm cái hộp nữa đó. Ở rồi. Ê tao không được hóng. Gì vậy? Tao đâu rồi? Gì vậy? Ủa? Là như nào? Ơ hình như bây giờ game nó căng hơn rồi đó mày ơi. Ừ, game nặng hơn rồi đó. Tưởng kết thúc rồi chứ. Giờ game nặng đô hơn nữa. Ôi, tao tìm thấy cái hộp rồi nè. Nó nằm ở đằng sau cái bàn. Tao nghĩ no hope thiệt á. Game thứ 3 đó no hope lắm á. Tao nghi lắm á. Sao giờ game nhìn đỏ hơn nè. Wow. Có lỗ gì ở đây nè. Lỗ gì mình? Nè, mày đâu rồi đâu? Tao đang đi tới. À, tao có lỗ gì ở đây nè. Vừa hóng. Ôi, cái chỗ này không có trốn được nha. Lỗ này nhìn gì? Cái gì ấy? Ủa? Một cái xác lơ lửng. Ôi, quay về đi. Tao nói thiệt, quay về đi. Từ từ, bây giờ tao chưa định hình được. Tại vì tao cũng không biết làm sao để qua được cái chỗ bên đó nữa. Chỗ bên đó giống như là cái căn phòng bị khóa luôn á. Nó bị giam đó, cái phòng kiểu giam bởi bốn bức tường. Ôi, nó tới. Núp. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, đi nhanh hơn luôn á mày ơi. Gấp 3. Hồi nãy
Ở Ôi đúng trời. phía sau, hồi nãy nó xuất hiện phía phải đó luôn á, mà tao không, tao núp kịp đó. Khó ta. Ở mày còn nhớ vị trí của cái hộp không? Tự nhiên cái tao quên ngang trời. Cái hộp ở trên đó. Ôi con nãy điên lắm rồi đó, nãy giờ mình chắc mình chọc đi nó chọc đi nó hai lần rồi. Mình chơi bùa nó quá trời chơi. Tao không biết sao. Đây cái sắt đây. Ngay đây luôn. À cái sale đó là cái sắt á mày ơi. Rồi em học đó hả? Tao nghĩ chắc khỏi. Giờ đi kiếm code là được. Đây nó gần nhau luôn nè. Đi không là cái code là cái xác nữa. Ừ khả năng là vậy đó, nhưng mà vấn đề là bây giờ làm sao để tương tác với cái xác đó. Cái xác đó nó bị giam ở trong bốn bức tường mà mình nhìn qua có cái lỗ à, nhìn cũng không tới được cái tờ giấy nữa. Ờ nó tới mình rồi, núp Tao núp núp xác bên, xác bên không đâu tao không kịp rồi, kịp không? nó đơm rồi. Ôi trời ơi, tại sao lại còn một mình tao vậy? Tao vô cái góc chết là cái góc của cái xác nữa, tao thấy cái tủ nó mở ra để mình núp được. Rồi cố lên. À vậy là đúng rồi, là sao? cái code nó nằm trên cái xác á, phải coi một lúc lâu á nó mới hiện ra. Cái đó chết luôn á trời. Cái đó phải đợi cho nó hù mình, phải đợi cho nó xuất hiện ở chỗ tủ xong rồi đi ra cái chui vô cái đó nó coi liền. Ơ mày còn nhớ cái lỗ nằm ở đâu không? Cái lỗ là nó nằm ở dưới hầm á, nó nằm một cái đường đi xuống á, đi hẳn lên Gì? xíu. Gì? Thiệt á hả? Trời ơi. Chua vậy. Thôi để tao cố. Ok. Rồi, đua. 10 giây đúng không? Có 10 hoặc là 10, hoặc là 15, 15 giây đó. Ok, có đó đó. Ừ, cứ coi đi, cứ coi đi. Ok, Coi đi. đang coi. Ủa có nó có thể nữa hả? Tao chết luôn rồi. Cái gì trời? Ủa sao Cái có? gì Rồi đi đi. trời? Thì tao nói mày rồi, hồi là mấy cái qua một cái bốc mới á là cái thời điểm mà nó bắt đầu xuất hiện là nó sẽ rất là lâu, mà nó đã xuất hiện rồi á là mấy lần sau nó xuất hiện nhanh lắm. Giờ thì nó xuất hiện rồi. Ở chỗ Núp đâu? đi. Núp đi. Kế bên tao. Đứng tìm. Rồi tao đóng vào chat chứ. Dễ vậy, cái mạng mi vết lớn lắm mày ơi. Giờ để nó tắt tắt liền rồi đua đi tiếp. Cái phòng mà có cái lỗ nó nằm ngay cái chỗ cầu thang đi lên luôn á, nằm ở dưới tao nè. Tao mày Thấy mới đi ngang qua tao nè. không? Mày để tôi làm lỗi không? Ơi kẹp không vậy? Kẹp được kẹp. Chắc không mày. Vòng vòng đây làm gì có tủ trốn. Tỉnh Nó táo. tới rồi kìa, nó tới rồi kìa. Mày
trốn đi, mình trốn đi, mình trốn đi. Rồi trốn rồi. Ủa mày trốn vô phòng có cái lỗ luôn hả? Ừ. Ủa được hả? Từ lỗ chết á. Ồ đỉnh đó nhờ. Thật sự là tao không trốn trong lỗ mà tao nhìn vô nhìn cái lỗ rồi luôn. Ủa sao mày nhìn ra được hay vậy? Mày có bị con má hù không? Có. Wow. Good job. Ok. Để nó đi mắt đi rồi đua một phần. Ok, đây cái sắt đây. Để đâu giải vô? Giải đi, giải đi. Hình vuông. Hình vuông. Dấu ô. Rồi có chìa khóa. Nó sẽ lúc. Hên vừa kịp vừa kịp. Con này làm tim quá. Ok. Không phải chơi, nó chỉ giấu hộp vậy. À, tao thấy cái hộp này. Ok, đặt cái gì đi. Để đâu lên. Nó xuất hiện rồi. Ok. Nó ở trên hay dưới vậy? Để nó nhìn vô lỗ. Ở trên, ở trên. Ồ, nó chết. Qua rồi. Quá tuyệt vời. Đỉnh cao. Game khó vậy.